Các bạn chú ý lên bảng nhé. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với phần ôn tập liên quan đến hàm số, đúng không? Và lát nữa chúng ta sẽ đến với một câu liên quan đến rút gọn và những bài toán liên quan sau nhé. Câu hỏi chúng ta là cho hàm số y bằng m cộng 1 nhân với x cộng với m cộng 2, với x điều kiện của chúng ta là m phải khác âm 1, có đồ thị là đường thẳng d này. Câu A là tìm m để đồ thị hàm số đi qua điểm m có tọa độ là âm 2 âm 1. Câu này dễ chưa các bạn? Tương đối rồi, đúng không? Tuấn Anh nào xử lý thầy luôn câu A con. Thầy là m âm 2 âm 1. Nào. Để đồ thị hàm số đi qua thì sao nhỉ? Chúng ta có như nào? Lập luận như nào con? Rồi. Tức là chúng ta sẽ có là điểm m, đúng không? Điểm m có tọa độ là âm 2 và âm 1. Nó sẽ thuộc vào đường thẳng nào ạ? Thuộc đường thẳng D, đúng không? Đường thẳng đồ thị hàm số đi qua thì cái này nó sẽ phải thuộc đường thẳng D. Vậy thì khi mà nó thuộc rồi thì tọa độ các điểm này khi mà thay vào nó phải thỏa mãn chưa? Tức là chúng ta suy ra được là thay y là mấy? Thay x bằng âm 2y là âm 1, đúng không? Chúng ta thay từ từ nhá. Các bạn sẽ có là m cộng 1 này nhân với x chính là bao nhiêu? X là âm 2, đúng không? Cộng với m cộng 2 bằng y là bằng bao nhiêu? Y là âm 1. Ok chưa? Thay x là âm 2 và y bằng âm 1 nhá. Đó, câu này thì chắc là bạn nào cũng làm được rồi đúng không? Riêng đối với lớp 9 là bây giờ thì các bạn phải tập trung 100% để có thể làm được những câu đơn giản như vậy rồi. Đến đây thì chúng ta khai triển ra được không? Trừ 2m trừ 2 cộng với m cộng 2 bằng âm 1. Các bạn tìm được m bằng bao nhiêu? Tính luôn cho thầy m bằng bao nhiêu? Trừ m bằng mấy? Trừ m bằng âm 1 thì m sẽ bằng m bằng 1, đúng không? Đó, tức là câu A chúng ta tìm ra được m bằng 1 nhá. M bằng 1. Đấy, kết luận thì tự kết luận được rồi. Câu B là vẽ đồ thị hàm số với giá trị m vừa tìm được ở câu A. Câu này chắc là thầy Diễn nói gọn ở trong phần này thôi, đúng không? Viết gọn lại một chút nhá. Câu B của chúng ta là vẽ đồ thị hàm số với giá trị m tìm ở câu A. Thế thì với m bằng 1 thì đường thẳng D lúc này nó sẽ là gì? Hả lớp mình? Với m bằng 1 thì các bạn suy ra được là đường thẳng D lúc này nó sẽ là trở thành có dạng là như nào đây? Y bằng 2 cộng 3. Y sẽ bằng thay m 1 vào thôi, đúng không? 1 cộng 1 là 2, chúng ta có là 2x cộng với 3 nhá. Đó, đường thẳng D lúc này nó sẽ bằng là 2x cộng 3, được không nhỉ? Đường thẳng D lúc này sẽ bằng là 2x cộng 3 các bạn nhé. 2x cộng 3. Đó, đường thẳng D là 2x cộng 3. Bây giờ vẽ đồ thị này thì chúng ta phải làm gì? Xác định mấy điểm nhỉ? 2 điểm. Xác định 2 điểm thuộc đồ thị hàm số, đúng không? Vậy thì bây giờ ta có bảng sau được không nhỉ? Lập bảng giá trị được không? Ta có bảng giá trị. Các bạn lập bảng cũng được hay mà muốn chọn giá trị cũng được, đúng không? Ta có bảng giá trị. Bảng giá trị của thầy sẽ có là x và y này. Nào, chúng ta chọn như nào đây? Lấy x bằng 0 hả? Rồi, với x bằng 0 thì y bằng mấy? Y bằng 3. Các bạn muốn chọn x y nào cũng được, đúng không? X bằng 0, y bằng 3. Lấy như nào nữa? Lấy y bằng 0 ưu tiên, đúng không? Bởi vì sao các bạn biết không? Bởi vì chúng ta sẽ có được cái điều này này, là lần lượt là giao điểm của Ox và Oy, đúng không? Chúng ta muốn tìm xem là giao điểm của cái đồ thị hàm số với cả trục hoành thì chúng ta cho cái gì bằng không ạ? Nào, bây giờ thầy hỏi các bạn một chút nhé. Bây giờ chúng ta muốn tìm giao điểm của đồ thị hàm số với trục hoành, chúng ta cho cái gì bằng không? Cho cái gì đây? Cho y bằng không chứ. Đây là x nó bằng bao nhiêu rồi còn y bằng không chứ, gióng sang này. Đúng không? Nhá, giao điểm của đồ thị hàm số với trục hoành thì y nó phải bằng 0. Thế còn giao điểm của đồ thị hàm số với trục tung thì cái gì bằng 0? Thì x bằng 0. Thì x bằng 0, đúng rồi. Đó, thế thì chúng ta sẽ ưu tiên cho việc là chúng ta sẽ lấy x bằng 0 và y bằng 0. Vậy thì y bằng 0 x bằng mấy? Y bằng 0 x bằng mấy? 1,5 à? Hay bao nhiêu? Âm 1,5. Âm 3/2 nhá, âm 3/2. Sau khi đã tìm được các cặp giá trị x y như vậy rồi, chúng ta suy ra được điều gì nào? Với x bằng 0 thì nó là cái điểm gì đấy? X bằng 0 thì nó sẽ là cắt trục OY, đúng không? Cắt trục OY thì nó là điểm gì? Điểm B. Vậy thì điểm B sẽ có tọa độ là 0,3 nhá, lưu ý cho thầy.
và điểm A có tọa độ là âm 3 phần 2, không, sẽ thuộc vào đâu ạ? Đồ thị hàm số. Yeah. Hiểu không? Bài này nó khó, nó chỉ khó ở cái phần đấy thôi, đúng không? Nó chỉ khó ở phần đấy thôi, các bạn xác định như thế nào? Là cắt trục hoành, nhớ này, cắt trục hoành thì chúng ta sẽ có y bằng 0, và cắt trục tung thì sẽ có được là x bằng 0. Yeah. Cắt trục hoành thì y bằng 0, còn cắt trục tung thì x bằng 0. Nhớ cho thầy những cái phần đấy. Hiểu không? Rồi. Rồi. Ok, tiếp nhá. Bây giờ thầy sẽ xóa đi và bắt đầu vẽ đúng không? Phần này các bạn vẽ ok chưa đấy? Có ai không biết vẽ không? Phần này mà không biết vẽ nữa thì chịu luôn này. Đâu nhỉ? Thước kẻ của thầy. Đây rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến vẽ đồ thị của cái hàm số này. Phần vẽ này chắc là tương đối là đơn giản thôi đúng không? Không có gì cả. Vẽ và làm luôn câu B, còn câu C thì tương đối dễ, chúng ta chữa nhanh bài này thôi. Đây, chúng ta không cần vẽ quá to đúng không? Đây là trục OI, còn đây là trục OX. Điểm O nhá. Và ngoài ra chúng ta sẽ có những cái vạch giá trị đúng không? Ok chị nhỉ? Rồi, bây giờ sau khi mà chúng ta vẽ được hệ trục tọa độ rồi, các bạn xác định từng điểm cho thầy. Ở đây điểm A có tọa độ là bao nhiêu? À, điểm B, điểm A trước đi. A có tọa độ bao nhiêu các bạn? A tọa độ là âm 3 phần 2, không, tức là x của chúng ta sẽ bằng bao nhiêu? Âm 3 phần 2, tức là âm 1,5 đúng không? Là đây à? Đây, là cái điểm này các bạn nhá. Đó. Chúng ta sẽ có điểm này chính là điểm A, đúng không? Điểm A. Thôi được rồi, thầy sẽ ghi luôn vào đấy. Là điểm A có tọa độ âm 3 phần 2, không. Không biết là có đủ chỗ không? Âm 3 phần 2, không. Đó, nhìn như này các bạn có dễ nhìn không? Ở lớp mình. Để như này có dễ nhìn không? Nhìn được đúng không? Hơi khó nhìn à? Thế thầy bỏ luôn cái bế đằng sau nhé, thầy ghi mỗi A thôi nhé. Hơi khó nhìn một tí. À, không cần. Có thể là không thì sẽ đổi sang bên này. Được không các bạn? Như này có dễ nhìn không? Được rồi. Ok. Rồi. Đến đây còn điểm B nữa lấy như nào? Điểm B là 0,3, x bằng 0 và y bằng 3, chúng ta gióng lên 1, 2, 3, chúng ta sẽ lấy được điểm B đúng không? Đây, điểm B có tọa độ là 3, 0. À, 0,3 chứ. Điểm B là 0,3. Đó, sau khi xác định được điểm A, điểm B, chúng ta làm thế nào để vẽ được đồ thị hàm số? 0,3 đúng không? Rồi, và sau khi mà chúng ta vẽ được như vậy rồi thì chúng ta chỉ cần nối A và B lại với nhau. Ok chưa nhỉ? Nối nhá, nhớ cho thầy là sao cho chúng ta vẽ cái đồ thị nó không được vượt quá. Các bạn có được vẽ lên đây không? Hẳn ở lớp mình. Chúng ta được vẽ trường lên đây không? Lưu ý là không vẽ trường lên nhá. Chúng ta giới hạn cho thầy là từ cái trụ OI này chúng ta phải vẽ nó ngắn hơn. Đấy chưa nhỉ? Vẽ nó ngắn hơn. Vẽ nó trường lên thì sẽ bị trừ điểm đấy các bạn ạ. Rồi, chúng ta lưu ý cái phần này chắc là bạn nào cũng biết rồi. Chúng ta thầy nói lại cho chúng ta nhớ thôi, vì một số bạn mà bị quên vẽ linh tinh là bị trừ điểm đấy. Đây này, nếu như mà vẽ như này chúng ta thấy là nó bị thừa ta chưa? Đúng không? Nhớ là chúng ta không vẽ thừa như này các bạn nhé. Ok chưa nhỉ? Không bị vẽ như thế. Rồi, thế thì chúng ta nhớ là chúng ta vẽ cho nó giới hạn cho thầy. Đây. Đó. Rồi, vậy thì sau khi mà chúng ta vẽ xong rồi thì các bạn sẽ có đây là đường thẳng y bằng
2x cộng 3. Ok chưa? Đó, đồ thị của chúng ta như này nhá. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo là chúng ta cần phải tính chu vi và diện tích của tam giác OAB. Bây giờ muốn tính được chu vi và diện tích thì chúng ta cần phải biết cạnh mà. Đúng không? À, bây giờ muốn biết được cạnh OA thì nó chính là bằng gì các bạn? Nào, cạnh OA chính là bằng gì? À, ta có cạnh OA chính là bằng gì? Các bạn biết trình bày cái chỗ này không? Cạnh OA chính là bằng trị tuyệt đối của XA. Có đúng không các bạn? Nó nằm trên trục gì ạ? Nó nằm trên trục hoành thì nó sẽ có được là giá trị là trị tuyệt đối của XA. Đúng không? XX tại A tức là gì? Tức là hoành độ của cái điểm A này này là âm 3 phần 2. Vậy thì trị tuyệt đối của âm 3 phần 2 là bằng bao nhiêu? 3 phần 2. Nhớ là đơn vị độ độ dài. Nhá, ở đây bài toán chúng ta không có. Thì chúng ta ghi là đơn vị độ dài cho thầy. Tiếp theo là OB chúng ta tính như nào? OB là gì? Là trị tuyệt đối của I, IB. Đúng không? Và bằng 3. Cũng là đơn vị độ độ dài. Thế thì bây giờ muốn tính cái chu vi chúng ta phải biết cạnh gì ạ? Cạnh A, AB. Bây giờ tam giác OAB vuông tại O. Bây giờ muốn tính cạnh huyền chúng ta tính như nào? Sử dụng cái gì? Đúng rồi, sử dụng Pythagore. Đúng không? Chúng ta có tam giác OAB vuông tại đâu ạ? Vuông tại O. Chúng ta suy ra ngay được một điều, đó chính là AB bình thì bằng OA bình cộng với OB bình. Và bằng bao nhiêu đấy các bạn? Tính cho thầy nào? Bấm máy luôn đi. Bằng 3 phần 2. Từ tính luôn nhá. Nó bằng 3 phần 2 tất cả bình cộng với 3 bình. Đến đây các bạn suy thẳng ra AB bằng bao nhiêu luôn cho thầy nào? 3 phần 25. AB bình là bao nhiêu đấy? Âm 11,25. Thì tính AB bằng bao nhiêu? Căn 11,25. Căn của 11,25 á? Số xấu thế à? Ôi rồi, thì ngồi thì tính lại phát xem nào. Em cũng mơ. 3 căn 5 trên 2 rồi. 3 căn 5 trên 2 hả? Hoàn toàn tính được thôi. Ở đây chúng ta có là 3 phần 2 bình phương là 9 phần 4. 9 phần 4 cộng với 9 và căn bậc 2 của nó chính là bằng 3 căn 5 trên 2. Nhá. AB sẽ bằng 3 căn 5 trên 2. 3 căn 5 trên 2. Đây là AB của chúng ta. Được chưa nhỉ? Thế đã đủ 3 cạnh chưa? Đủ 3 cạnh chưa? Đủ rồi. Đủ 3 cạnh rồi thì bây giờ các bạn sẽ tính được cái gì? Chúng ta tính được chu vi thì bằng gì? Thầy ghi xuống dưới này đi. Khả năng không đủ chỗ đâu. Bảng bé quá. Chu vi bằng bao nhiêu nhỉ? Nào, đầu tiên là chu vi P, chu vi là P đúng không? Thì thật nó là P nhá. Nó sẽ bằng là OA cộng OB cộng với AB. Và bằng bao nhiêu đấy? Các bạn thay số vào, chúng ta có là 3 phần 2 cộng 3 cộng với 3 căn 5 trên 2. Kết quả thu được là bao nhiêu? 4,5 luôn à? Đúng không? Cộng 3 cộng 3 phần 2. Nó phải bằng là 9 cộng 3 căn 5 trên 2 chứ. Đó, 9 cộng 3 căn 5 trên 2. Chỗ này các bạn có nhìn được không? Nhìn được đúng không? Rồi, thế còn diện tích thì bằng gì? Bằng 1 phần 2 đáy nhân chiều cao. Tức là 1 phần 2 của OA nhân OB đấy. Bằng 1 phần 2 nhân 3 phần 2 nhân với 3. Kết quả chúng ta thu được là 9 phần mấy? 9 phần 4 nhá. 9 phần 4 đúng không? Ui, bảng bé quá nhỉ. Các bạn lưu ý nhé, ở trên này của chúng ta các bạn nhớ ghi là đơn vị độ độ dài. Còn ở dưới là đơn vị gì? Đơn vị diện tích. Nhớ chưa nhỉ? Đó. Thì đây là toàn bộ bài toán của chúng ta. Đối với câu A, câu B nhé. Hiểu không? Câu C. Nào lưu ý cho thầy. Câu C của chúng ta là tìm M để đường thẳng D vuông góc với đường thẳng D1 có dạng là y bằng 2x chữ 3. Hai đường thẳng vuông góc với nhau khi nào các bạn? À đúng rồi, cái này hình như là thầy đã ghi cho các bạn rồi đấy, đúng không? Chúng ta lưu ý nhé, bạn nào bị mất gốc ở chỗ này này thì lưu ý cho thầy. Ví dụ như là chúng ta có đường thẳng D, đây là thầy đang nói về phần lý thuyết lại nhá, nhắc lại lý thuyết này.
D có dạng là y bằng ax cộng b, và đường thẳng D phẩy có dạng là y bằng a phẩy x cộng với b phẩy. Thế thì nó sẽ có một cái số trường hợp như sau mà các bạn cần phải lưu ý. Ví dụ như là trường hợp đầu tiên, chúng ta sẽ có là đường thẳng D mà cắt D phẩy, chúng ta sẽ có cái gì các bạn? D cắt D phẩy thì sao? Thì a khác a a phẩy. Trường hợp 1 là như thế này. Trường hợp 2 chúng ta có là đường thẳng D song song với đường thẳng D phẩy thì sao nhỉ? Đúng rồi, thì a bằng a phẩy và b phải khác b phẩy nhá. Trường số a đó là đường thẳng d mà trùng với đường thẳng d phẩy thì sao ạ? Thì a phải bằng a phẩy và b cũng phải bằng với b b phẩy. Và còn một trường hợp cuối cùng và các bạn sẽ sử dụng ngay trong bài này, đó là d vuông góc với d phẩy thì sao ạ? D mà vuông góc với d phẩy thì chúng ta lưu ý là a nhân với a phẩy bằng âm 1 các bạn nhé. Đó, a nhân a phẩy bằng âm 1. Vậy thì áp dụng vào đây chúng ta sẽ có là câu C. Chúng ta sẽ giải nó câu C nào. Câu C của chúng ta là tìm m để d vuông góc với d 1 đúng không? Thế thì để cho d vuông góc với d 1 thì sao ạ? Để d mà vuông góc với d 1 thì m cộng 1 nhân 2 bằng âm 1 đúng không? M cộng 1 nhân với 2, cái này phải bằng âm 1. Tức là chúng ta sẽ có M cộng 1 bằng mấy? Bằng âm 1 phần 2. Vậy thì M bằng âm 1 phần 2 trừ 1 là âm 3 phần 2, đúng không? Đến đây kết luận nhá. Vậy là xong. Đấy, các bạn tự kết luận cho thầy. Ok chưa? Vậy thì chúng ta đã hoàn thành xong toàn bộ cái câu số 2 của chúng ta nhá. Và có những phần nào quên thì thầy đã nhắc lại rồi. Bao nhiêu bạn đã hiểu cái câu số 2 này rồi, các bạn comment cho thầy là đã hiểu nào. Và chúng ta sẽ đến với bài tiếp theo. Nào bây giờ chúng ta sẽ đến với câu A để xem bạn nào xử lý được câu này. Cho các đường thẳng D1, D2, D3 và vẽ đồ thị hàm số của D1 và D3 khi M bằng âm 1. Bây giờ thầy sẽ mời một bạn làm cùng thầy câu này nhá. Có ai xung phong không? Minh Đức nào. Minh Đức xử lý cho thầy. Yeah. Ừ, giải nhanh câu này thôi. Thầy định không chữa câu A nhưng mà câu A liên quan đến câu B nên thầy mới chữa. Đầu tiên là con phải xác định được cái gì trước con? D mấy chưa biết nhỉ? D3 cần phải xác định trước đúng không? Với M bằng âm 1 thì D3 chúng ta sẽ có dạng là gì? Với M bằng âm 1 thì suy ra D3 lúc này nó sẽ có dạng là D3 có dạng là Y bằng thay M bằng âm 1 đúng không? Thay M bằng âm 1 thì có là âm 2 cộng 3 là 1, tức là x trừ 1 à? Như này hả? Đúng không? Ừ. Với M bằng âm 1 thì D3 có dạng là Y bằng x trừ 1. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ xét từng cái gì ạ? Xét từng cái gì? Xét từng cái đường thẳng 1 để xem là các cái điểm đi qua của nó là điểm gì thì khi đó chúng ta mới vẽ được. Đúng không? Đầu tiên là xét đường thẳng D1 trước đi. Nào, xét đường thẳng D1. Xét đường thẳng D1 có dạng là Y bằng cái gì ạ? Y bằng X cộng 1. Rồi, bây giờ các bạn muốn lập bảng hay là muốn lấy giá trị? Thử lấy giá trị luôn nhanh nhá. Nào, với X bằng bao nhiêu? Với X bằng 0. X bằng 0. Với X bằng 0 thì Y bằng? Y bằng 1. X bằng 0, Y bằng 1. Vậy thì điểm đầu tiên chúng ta có là điểm A đi. Điểm A có tọa độ là bao nhiêu đây? 0, 1. Thuộc vào đâu? Thuộc vào D1 luôn. Đúng không? Tiếp với Y bằng mấy? À, với X bằng mấy? Hay là với Y bằng 0 đi được không? Với Y bằng 0 thì X của chúng ta bằng âm 1. Vậy thì điểm B có dạng là? Âm 1, 0. Cũng thuộc D mấy ạ? D1. D1 luôn, đúng không? Bây giờ tiếp theo xác định với cả D3 chưa? Tiếp theo là xét đường thẳng D3 có dạng là gì? Y bằng x trừ 1. Y bằng x trừ 1. Nào, với x bằng mấy? X bằng 0. À, với x bằng 0. Thích x bằng 0 hay x bằng 1, x bằng 2 vân vân đều được nhá. Bạn muốn x bằng bao nhiêu cũng được. Ok chưa? Điều chỉnh D3 sao vậy?
Sao? Điều kiện của D3. Điều kiện của D3 hả? Rồi, điều kiện của D3, D3 của chúng ta có là nó khác mấy đây? D3 của chúng ta thì... Đúng rồi, các bạn bổ sung thêm thời điều kiện của chúng ta là M của chúng ta phải khác âm 3 phần phần 2 để nó làm gì nhỉ? Để nó là hàm... Để nó là hàm số bậc nhất đúng không? Thì nó mới có dạng là một đường thẳng được nhá, lưu ý cho thầy. Được không? Rồi, một số bạn đang trên... trên TikTok đang hỏi á, hiện tại là lớp của thầy đang ở lớp Zoom nhá. Lớp Zoom đang nói chuyện với cả các bạn trong lớp Zoom ấy. Còn bạn nào muốn tham gia thì chúng ta kết bạn và nhắn tin qua Zalo cho thầy. Ok chưa nhỉ? Với bằng 0 y bằng mấy đấy con? Tiếp đi. Y bằng 0, y bằng 1 được. Y bằng âm 1 thì x bằng 0, y bằng âm 1 có trùng với điểm nào? Không trùng đúng không? Lấy điểm C. Điểm C là bao nhiêu? 0, âm 1 thuộc vào đường thẳng D. D3. Với x bằng bao nhiêu? Hay là với y bằng 0 à? Với y bằng 0. Y bằng 0 để x bằng? X bằng 1. Y bằng 0, x bằng 1. Vậy thì điểm chúng ta có điểm D là 1, 0 thuộc đường thẳng D. Và bây giờ vẽ được chưa? Vẽ được rồi nhá. Và chúng ta ngồi chúng ta vẽ cùng thầy. Nha. Chúng ta có ở đây là vẽ cả D1 và D3 trên cùng một mặt phẳng tọa độ. Thầy sẽ vẽ nó to ra một chút nhé, để cho các bạn dễ quan sát hơn. Khả năng là làm câu A xong rồi còn cả câu B nữa. Câu B chỗ này đủ không? Câu B tí nữa thầy xóa cái này đi nhé, để làm câu B nhé các bạn nhé. Được không? Chắc phải xóa bớt đi, bởi vì thầy muốn vẽ nó to ra một chút đấy, để các bạn dễ quan sát hơn. Đây, như này thôi. Đầu tiên là điểm A của chúng ta tọa độ bao nhiêu? 0, 1. Vậy thì điểm A nó sẽ nằm ở đâu nhỉ? Nằm ở đây. Thầy đang lấy hai vạch giá trị là một đấy nhé, hai ô là một giá trị nhé, cho nó to ra, đúng không? Thầy vẽ hẳn nó to ra các bạn ạ. Đây, điểm A có tọa độ là 0, 1, đúng không? Điểm A 0,1. Điểm B tọa độ bao nhiêu? Âm 1, bước 0. Điểm B có tọa độ là âm 1, 0. Âm 1, 0 là điểm này đúng không các bạn? Điểm B có tọa độ là âm 1, 0. Điểm C có tọa độ là 0 và âm 1. Đây là điểm C chưa? Đúng không? C có tọa độ là 0 và âm 1. Còn điểm D ở đâu? D là 1, 0. Đây, ôi, A, B, C, D đi luôn à. D tọa độ là 1, 0. Sau khi xác định được các cái điểm này rồi thì thầy sẽ vẽ nối hai cái điểm lại, chúng ta sẽ có được một đường thẳng, đúng không các bạn? Và hai điểm đầu tiên là hai điểm AB nối lại với nhau, thầy sẽ có được đường thẳng đầu tiên là y bằng x cộng 1. Đây. Y bằng x cộng 1. Và cái đường thẳng số 2 là đi qua hai điểm C và D. Đúng không nhỉ? Hai điểm C và D. Nối hai điểm CD lại với nhau thì sẽ có được đường thẳng D3, đúng không? Nối hai điểm CD lại với nhau thì sẽ có đường thẳng D3. À, chúng ta nhìn nhanh là hai đường thẳng này đang như thế nào với nhau đây? Cụ thể là nó sẽ à, đúng rồi, nó song song với nhau. Bởi vì là A bằng A phẩy và B khác B phẩy, đúng không? Nhớ là không vẽ trường ra nhé. Tôi rồi, tí nữa thầy sẽ bổ sung nó to ra. Đây.
đường này là y bằng x trừ 1. Đó. Nhớ nhá, nếu mà chúng ta đã vẽ trường bao nhiêu này rồi thì các bạn phải kéo dài cái trục Ox ra thầy. Hiểu không? Kéo dài cái trục Ox ra thầy. Để vẽ cho đẹp hơn đúng không? Vẽ bé quá thì nó xấu. Đây. Ok chứ nhỉ? Vậy thì câu đầu tiên của chúng ta là câu A nhá. Xong câu A cho cả lớp. Ủa song song sao đồng quy được hả thầy? Các bạn chú ý là câu A của chúng ta thì chúng ta đang vẽ với điều kiện m bằng bao nhiêu đây các bạn? Nào một số bạn thì hỏi là vẽ song song này làm sao mà nó đồng quy được đúng không? Thế thì các bạn nhớ là cái câu A của chúng ta đang xử lý khi m bằng mấy? Khi m bằng âm 1 mà. Đúng không? Thì còn câu E của chúng ta là đang cần tìm m để cho nó đồng quy. Nhá, đấy lưu ý cho thầy. Câu A vẽ lên cái 1 trên 3, không vẽ lên 1 trên 3 rồi. Câu nào? Ý là câu A vẽ D1 với D3 mà, chứ không phải vẽ D1 với D2 đâu. Ừ, D1 với D2, D3 là gì nữa con? Đang vẽ D1, D3 mà, đúng không? Ok chưa? Tiếp nhá. Sau khi thầy vẽ xong này, có cái câu B của chúng ta là tính khoảng cách từ O đến D1, khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng chúng ta xác định như thế nào? Hạ đường gì nhỉ? Hả lớp mình? Để xác định được khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng, chúng ta hạ một cái đường như thế nào? Hạ một đường vuông góc, đúng không? Chúng ta sẽ hạ một đường vuông góc từ O cho đến đường thẳng D1 nhá. Đây là đường thẳng D1 à? Được rồi. Đây của chúng ta là đường thẳng D1. Và đây là đường thẳng D3 nhé. Đó, vậy thì để mà xác định được như vậy đúng không? Chúng ta sẽ có đây là điểm O. Nào. Bây giờ thầy hỏi các bạn một chút này. Để xác định được khoảng cách từ điểm O đến đường thẳng D1 chúng ta làm gì? Chúng ta lấy như nào nhỉ? Hả lớp mình? Thầy vẫn có thể sử dụng được cái này luôn nhé. Bởi vì là m bằng cái khác thì không ảnh hưởng đến D1 đúng không? D1 nó sẽ luôn có dạng đồ thị như thế này. Thầy kẻ một cái đường vuông góc với cả D1 cắt. Tức là kẻ OH vuông góc với D1 đấy. Được chưa nhỉ? Đây là H này. Nào. Bây giờ chúng ta xác định được là khoảng cách từ O đến D1 chính là đoạn OH. Bây giờ muốn tính OH chúng ta tính như nào đây các bạn? Hệ thức lượng ạ. À, hệ thức lượng đúng không? Thôi câu này thầy nói nhanh thôi. Câu này bây giờ các bạn muốn tính được OH đúng chưa? Câu B nhá. Câu B đó là kẻ OH vuông góc với D1 đúng không? Sao cho H thuộc D1 nhá. H thuộc D1. Đó, kẻ OH vuông góc với D1 sao cho H thuộc D1, thầy sẽ vẽ nó to ra một chút. Sao cho H của chúng ta thì thuộc D1. Đó, lưu ý cho thầy. H thuộc D1. Vậy thì từ đây chúng ta suy ra được là khoảng cách từ O đến D1 chính là đoạn nào đây các bạn? Suy ra khoảng cách từ O đến D1 là đoạn OH nhé. Yeah. Khoảng cách từ O đến D1 là OH. Ok không? Và chỗ này thôi chắc là thầy sẽ không nói kỹ về phần này nữa và thầy sẽ cho các bạn luôn về cách để chúng ta làm thôi. Bây giờ chúng ta có là OH chính là khoảng cách rồi, bây giờ muốn tính OH thì nó sẽ bằng gì đây? Hả lớp mình? Nào hệ thức lượng như thế nào nhỉ? Một phần OH tất cả bình bằng một phần OB tất cả bình. Rồi. Một phần OA tất cả bình. Ok, ở đây chúng ta hoàn toàn là chúng ta có thể làm được như vậy. Đúng không? Còn đâu chúng ta tự trình bày nhá. Tự trình bày, lưu ý giúp thầy là tự trình bày. Chúng ta sẽ có được cái hệ thức lượng đó là 1 trên OH bình, lưu ý. Nó sẽ bằng 1 trên OA bình cộng với 1 trên OB bình.
Đó, lưu ý là cái này là ra thế thôi nhá. Còn lại tự trình bày được không? Tự trình bày. Đó, lưu ý giúp thầy là muốn có được cái công thức kia thì chúng ta nhớ là chỉ ra tam giác OAB vuông tại đâu? Vuông tại O có OH là gì ạ? Là đường cao. Đúng không? Chỉ ra tam giác vuông có OH là đường cao, từ đấy các bạn ra thôi nhá. Câu C tìm M để D3 song song với D1. Để D3 song song với D1 thì sao ạ? Thì 2M cộng 3 bằng mấy? 1. Thì 2M cộng 3 phải bằng 1. Và 1 thì khác âm 1 là xong rồi đúng không? Tức là chúng ta chỉ cần có 2M cộng 3 bằng 1 là xong chưa? Là xong nhá. 2M cộng 3 bằng 1 là xong. Bây giờ đến câu C của chúng ta. Câu C thì dễ nhá. Câu C khỏi trình bày. Thì nói luôn cho các bạn là A khác A bằng A phẩy là bằng cái gì? Hả? 2M cộng 3 bằng bao nhiêu ạ? Bằng mấy? Bằng 1 và 1 khác âm 1 là luôn đúng chưa? Luôn đúng, đến đây tìm M nhá. Đấy, xong câu C. Câu D tìm tọa độ giao điểm để chúng ta xét cái gì đấy các bạn? Câu D là xét phương trình hoành độ giao điểm. Hoành độ giao điểm. Của D1 và D2. Xét phương trình hoành độ giao điểm thì chúng ta suy ra được điều gì? X cộng 1 bằng bao nhiêu? X cộng 1 bằng 2. Bằng 3X trừ 2. Đến đây tìm X bằng bao nhiêu luôn? X bằng 3/2. X bằng 2/3. Bao nhiêu? 3/2 chứ. Hả? À, tự tính nhá, lớp 9 rồi. 3/2. Ừ. X bằng 3/2 các bạn thay vào một trong hai cái này. Đúng không? Thì Y bằng bao nhiêu? 5/2. X bằng 3/2 thì Y bằng 5/2. Đúng không? Vậy thì suy ra một điểm bất kỳ, chúng ta vừa nãy đã có điểm A, B, C, D rồi. Bây giờ muốn lấy điểm gì? Điểm Y được không? Đến điểm Y đi. Y tọa độ là 3/2 và 5/2. Chính là gì ạ? Là gì? Là giao điểm của gì các bạn? Của D1 và D2. Đó, làm xong câu D, bây giờ câu E mới là dễ này. Nhá, các bạn đã làm được câu D thì câu E là đơn giản thôi. Câu E thay bà. Ừ, câu E đơn giản thôi. Nào, chú ý này. Ở đây mà bạn nào mà không hiểu câu này thì giảng luôn lại nhá. Các bạn chú ý với cả cái câu E của chúng ta là tìm M để cho ba đường thẳng đồng quy. Đầu tiên chúng ta cần phải hiểu về ba đường thẳng đồng quy là ba đường thẳng như thế nào. À, các bạn. Ba đường thẳng đồng quy là ba đường thẳng cùng cắt nhau tại một điểm. Thì nó gọi là đồng quy. Đúng không? Thế thì ngay từ câu D chúng ta đã có được giao điểm của hai đường thẳng D1, D2 là gì rồi? Là một điểm rồi. Và điểm này là điểm Y chưa? Đúng không? Chúng ta tìm được, sau câu D chúng ta tìm được tọa độ giao điểm của D1, D2 rồi. Vậy thì để cho ba đường thẳng đồng quy thì đường thẳng D3 cũng phải đi qua điểm gì? Nó cũng phải đi qua Y. Hiểu không? Đó, để cho ba đường thẳng đồng quy thì cái đường thẳng còn lại nó cũng phải đi qua điểm Y này. Tức là cái D3 đi qua điểm Y thì tọa độ điểm Y có phải thỏa mãn D3 không? Chúng ta chỉ cần thay gì vào là xong thôi. Thay Y vào. Ừ, thay X bằng 3/2 và Y bằng 5/2 vào là xa chưa? Đó, vậy thì câu E chúng ta có là để gì? Để cho D1, D2 và D3 đồng quy thì sao? Để ba cái này đồng quy thì lập luận nhá. Thì D3 phải đi qua đâu ạ? Thì D3 phải đi qua Y. Có tọa độ là 3/2 và 5/2. Đúng không? Đó, D3 phải đi qua Y. Vậy thì bây giờ thay vào được chưa? Thay được rồi, suy ra luôn. Nào, thay vào Y thì bằng bao nhiêu ạ? 5/2 bằng gì? Bằng 2M cộng 3. 2M cộng 3 nhân với X chính là bằng 3/2 trừ đi 1. Đến đây các bạn có tìm được M không? Tự giải M thầy bằng bao nhiêu? M bằng 0,6 thì tìm 1. Bao nhiêu con? 0,6
0,6 chu kỳ 1 á? 0,666 à? Em có máy tính ra luôn rồi. Đã số 6 rồi á. Các bạn xem dao bao nhiêu? Bấm máy thôi, đúng không? Chuyển sang đây là 7/2 chia cho 3/2. Để phân số được không? Sai rồi, em đi sai số. Ừ. Trừ đi 3 chia 2. Âm 1/3 đúng không? Âm 1/3. Đúng rồi. À, M ra bằng âm 1/3. Đó, đến đây kết luận thôi nhá. Đó, vậy để 3 được là đồng quy thì M bằng âm 1/3. Ok cho cả lớp mình. Câu E chắc là thầy sẽ chữa các cái ý để cho các bạn hiểu và có thể tự làm được bài này nhá. Thầy cần các bạn hiểu đúng không? Ở đây câu E của chúng ta là để cho căn bậc 2 của P bình lớn hơn P thì chúng ta có cái điều gì đấy các bạn? Lưu ý cho thầy là căn bậc 2 của P bình câu E nhá. Thầy chữa nhanh thôi. Lớn hơn P thì điều gì xảy ra? Thì trị tuyệt đối của P phải lớn hơn P, đúng không? Trị tuyệt đối của P lớn hơn P khi nào? Nào, chú ý chúng ta có hai trường hợp ở đây xảy ra. Đó là trị tuyệt đối của P, lưu ý là nó bằng P khi nào? Bằng B khi nào? Khi P lớn hơn bằng 0. Và bằng trừ P khi nào ạ? Khi P bé hơn 0. Thế thì bây giờ áp dụng thế nào đây? Nào, nếu như trị tuyệt đối của P mà nó bằng P ấy, tức là nếu như trong trường hợp là P lớn hơn bằng 0 thì nó bằng P mất rồi. Nó có lớn hơn được không? Không. Nó không lớn hơn nhé. Trong trường hợp mà P lớn hơn hoặc bằng 0 thì trị tuyệt đối của P nó bằng P mất rồi. À thế thì bây giờ muốn cho giá trị tuyệt đối của P lớn hơn P thì P nó phải bằng gì? P nó phải nhỏ hơn 0. Đúng không? Tức là suy ra P phải nhỏ hơn 0, vậy thôi. P nhỏ hơn 0 thì xử lý xong nhá. Tự làm được câu E không? Tự xử lý nhá. Chúng ta sẽ có là căn x cộng 2 trên căn x cộng 1 đây này, thì nói qua một chút để cho chúng ta dễ làm. Chúng ta sẽ có là căn x cộng 2 chia cho căn x trừ 1. Cái này phải nhỏ hơn 0. Cái này nhỏ hơn 0 thì mẫu số phải nhỏ hơn 0 chưa? Căn x trừ 1 nhỏ hơn 0 vì sao đấy? Vì tử số lớn hơn 0, đúng không? Vì tử số lớn hơn 0. Vì thì mẫu lớn nhỏ hơn 0 rồi, tức là căn x của chúng ta nhỏ hơn 1 thì x nhỏ hơn 1 chưa? Đó, đến đây các bạn giải và nhớ là kết hợp với điều kiện thì chúng ta sẽ có là 0 nhỏ hơn x, à, nhỏ hơn bằng x nhỏ hơn 1 nhá. 0 sẽ nhỏ hơn bằng x nhỏ hơn 1. Đây thì sẽ nói một chút. Đến đây này, nhớ là kết hợp với điều kiện chúng ta sẽ có là 0 nhỏ hơn bằng x nhỏ hơn 1. Đấy, vậy là xong câu E. Câu F là so sánh A với A bình. Câu này thôi khỏi chữa nhá. So sánh A với A bình kiểu gì? Hả các lớp? Xét gì nhỉ? Xét hiệu, đúng không? So sánh A với A bình tức là chúng ta xét hiệu gì? Xét hiệu A bình trừ A được không? Được. Được, đúng không? Xét hiệu A bình trừ A thì nó sẽ bằng là A nhân với A trừ mấy ạ? 1. A nhân với A trừ 1. Bây giờ các bạn đánh giá xem cái này nó lớn không hay nhỏ hơn không là xong chưa? Đúng không? Chúng ta có A thì luôn như nào rồi? A thì luôn lớn hơn không rồi. Nhá. Chúng ta có A thì luôn dương. Đúng chưa? A luôn dương. Bây giờ các bạn chỉ cần kiểm tra xem A trừ 1 nó như thế nào thôi. Đúng không? Vậy là xong nhá. Hiểu câu này không? Có hiểu. Có ai cần chữa câu này không? Hả lớp mình? 28 bạn đang trong phòng Zoom là có ai cần chữa câu này không? Thi với Như cần chữa. Ok. Rồi. Cần chữa thì vẫn sẽ chữa, không sao. Đó, bởi vì thầy sẽ không theo một số bạn học tốt rồi thì ok, đúng không? Nhưng mà bên cạnh đó thì vẫn còn một số bạn học yếu hơn thì chúng ta vẫn sẽ cần chữa câu này. Chúng ta lưu ý về các cái dạng bài tập nhé. Ví dụ như là so sánh A với A bình phương hay là so sánh A với căn A ấy. Nhá, thì chúng ta sẽ có chung một dạng đó chính là kiểu như là chúng ta so sánh với 0. Nào, chú ý đối với các cái bài tập so sánh của chúng ta thì thông thường chúng ta làm gì? Xét gì các bạn? Xét hiệu, đúng không? Thông thường các bài tập về liên quan đến so sánh chúng ta xét hiệu. Câu F ở đây chúng ta xét hiệu gì ạ?
xét hiệu A bình trừ A nhé. Thầy muốn xét hiệu điều này, được không? A bình trừ A, nếu như A bình trừ A lớn hơn 0 thì sao? Thì A bình lớn hơn A, đúng không? Nếu như A bình trừ A bằng 0 thì A bình sẽ bằng A. Mà nếu như A bình trừ A mà nhỏ hơn 0 thì A bình sẽ nhỏ hơn A. Đấy thôi, đúng không? Thế thì bây giờ cái này, hiệu này nó sẽ bằng gì ạ? Rút A ra ngoài, bên trong còn lại là A trừ mấy? A trừ 1, đúng không? Bên trong sẽ là A trừ 1. Chúng ta hoàn toàn khẳng định ngay được là A luôn như nào rồi. Tử dương, mẫu dương thì phân số này sẽ gì? Lớn hơn không, đúng không? Tử dương, mẫu dương thì phân số đó sẽ dương. Tức là A thì lớn không rồi. Bây giờ chúng ta chỉ cần kiểm tra xem là A trừ 1 là như thế nào thôi. Đúng chưa nhỉ? Nào, vậy thì ý đầu tiên chúng ta sẽ có là biểu thức A thì bằng căn x cộng 2 chia cho căn x cộng 1. Cái này thì sao ạ? Nó luôn như nào rồi? Luôn lớn không với mọi giá trị của x thuộc đâu ạ? Thuộc điều kiện xác định, đúng không? Bởi vì tử dương mẫu dương mà, nhá. Thì cái này nó sẽ luôn dương. Ý số 2 chúng ta cần phải nói ở đây đó chính là A trừ 1 nó sẽ bằng gì? A trừ 1 thì bằng bao nhiêu? Thay vào, đúng không? Đó là căn x cộng 2 chia cho căn x cộng 1 trừ đi 1 nào. Quy đồng và trừ đi, chúng ta có là căn x cộng 2 trừ đi căn x cộng 1. Bây giờ trên tử sẽ còn lại mấy thôi? Còn lại 1 chia cho căn x cộng 1. Hiểu không? Ở đây thầy đang vừa quy đồng và vừa rút gọn luôn nhé. Hiểu không các bạn? Thi hiểu không Thi? Có, ok, rồi. Đó, đây là vừa thầy vừa quy đồng vừa rút gọn luôn. Và đến đây thì các bạn có xác định được cái này nó luôn dương không? Có. Và nó cũng sẽ luôn lớn không với mọi giá trị của x thuộc vào đâu ạ? Thuộc điều kiện xác định. Khi mà có A luôn dương và A trừ 1 cũng sẽ luôn gì ạ? Luôn dương rồi thì A nhân A trừ 1 sẽ như thế nào? Hả lớp mình? Suy ra A nhân với A trừ 1 nó sẽ lớn hơn không với mọi giá trị của x thuộc vào đâu ạ? Thuộc điều kiện xác định. Nhá. Có được A nhân A trừ 1 lớn không rồi, tức là A bình trừ A lớn hơn không? Tức là A bình sẽ lớn hơn gì ạ? Lớn hơn A. Xong chưa? Đây chính là điều phải chứng minh. À, đây là cái mà chúng ta cần tìm, đúng không? Có dễ không? Không khó, đúng không? Không khó. Câu G thôi nhá. Thi ơi, chú ý thầy này. Những bạn nào mà chưa làm được câu G thì chú ý thầy nhá. Thầy nói qua một chút để cho các bạn tự làm được. Thầy nghĩ là chúng ta sẽ đều sẽ tự làm được thôi, nếu như mà các bạn nháp ra. Nhớ chưa nhỉ? Còn nếu như mà chúng ta không chịu làm thì có mà chưa đến thế thì chúng ta vẫn không làm được đâu. Chúng ta nhớ là chúng ta phải nháp ra và cần hiểu về nó nhá. Cần hiểu về nó. Cái câu G này này, câu G này các bạn chú ý là nó sẽ giống bài, giống cái bài mà tìm x, tìm x thuộc Z để P thuộc Z ấy. Có nhớ không nhỉ? Để P thuộc Z. Cái bài này có nhớ không? Phân tích sau đó đánh giá và để cho cái mẫu là ước của tử chưa? Bạn nhớ không? Ơi? Bài thuộc N. Sao con? À N đúng không? Không, thầy đang bảo là giống mà. Giống cái bài toán mà tìm x thuộc Z để P thuộc Z ấy. Nhá, nó giống cái bài toán này. Đúng không? Cái bài toán này chúng ta làm là gì? Chúng ta lấy cho sao cho là mẫu là ước của tử. Đúng không? Và ở đây nó chỉ thay vào một cái chỗ là gì thôi ạ? Nó chỉ thay là P thuộc gì? P thuộc N, tức là chúng ta sẽ loại đi những cái phần gì ạ? Bỏ giá trị âm nhá. Bỏ giá trị âm. Tức là khi mà các bạn tìm được x rồi, các bạn thay vào giá trị nào P âm chúng ta loại đi. Hiểu không? Hiểu. Xong nhá. Đó, bỏ giá trị âm đi là xong thôi. Câu G qua. Câu H là tìm x để P à, để B đạt giá trị nhỏ nhất. Để cho B đạt giá trị nhỏ nhất thì sao? Chúng ta gần như kiểu bài toán tìm giá trị nhỏ nhất của B ấy. Bài này thì thầy ơi em hỏi xíu Huỳnh Ngọc Phú. Cái tìm x để A thuộc Z với tìm x thuộc Z để A thuộc Z giống nhau á? Không giống nhau em ơi.
Hai bài này khác hẳn nhau đấy nhá. Có một bạn đang hỏi thầy như này này. Cái dạng bài tập là tìm x để cho a nguyên. Nhớ, cái này buổi trước thầy đã nói rồi đấy. Và bài toán tìm x thuộc số nguyên để cho a nguyên. Hai bài này có giống nhau không các bạn? Buổi trước thầy nói chưa? Nói rồi. Hai bài này của chúng ta là khác. Khác nhau. Bài ở trên chúng ta sử dụng phương pháp gì? Chặn đầu cuối. Yeah. Tìm x thuộc z để tìm x để cho a thuộc z thì chúng ta sử dụng phương pháp chặn. Còn ở bên dưới là chúng ta lấy mẫu là ước của từ. Nhớ không? Đó, một số bạn buổi hôm nay mới vào nên là khả năng là còn chưa nhớ được đúng không? Mình chưa biết. Nhưng mà thế nên là thầy mới nói rồi, điểm mà chúng ta học tốt thì các bạn phải theo thầy là trong tất cả các buổi học đúng không nhỉ? Nếu mà chúng ta bỏ ngang chừng một phát thôi là chúng ta chả hiểu gì vào buổi hôm sau luôn đấy. Nhá. Nên là nhớ cho thầy là chúng ta không nên bỏ giữa chừng. Cố gắng là chúng ta theo hết cho thầy nhá, từng buổi. Câu hát của chúng ta là tìm x để b đạt giá trị nhỏ nhất. Câu này có khó không? Đầu tiên chúng ta làm gì hả các bạn? Chắc chắn là phải làm gì rồi. Phân tích xem là cái tử số của nó các bạn làm thế nào cho nó mất cái x ấy đi. Đúng không? Thầy dạy các bạn chưa? Dạy rồi. Bắt đầu chúng ta bê nguyên cái gì lên ạ? Bê nguyên cái gì lên? Bê nguyên cái mẫu số lên cho thầy là căn x cộng 1 khi mà bậc của tử bằng bậc của mẫu nhá. Đối với bài toán này các bạn lưu ý là khi bậc của tử bằng bậc của mẫu các bạn bê nguyên cho thầy cái mẫu lên. Căn x cộng 1 về điểm bên này đó là có mấy x rồi? 1x. Bên này có mấy x? 1x đủ x chưa? Đủ x rồi. Bây giờ đang là trừ 1 đây là cộng 1, vậy thì các bạn phải trừ mấy? Trừ 2. Trừ 2, đúng không? Chia cho căn x cộng 1, cái này các bạn hiểu không? Rồi, và đến đây thì sao ạ? Nó sẽ bằng là 1 trừ đi 2 chia cho căn x cộng 1. Ổn chỗ này không? Hiểu không lớp mình? Bao nhiêu bạn hiểu chỗ này thì các bạn comment cho thầy là đã hiểu nào. Bao nhiêu bạn hiểu chỗ này thì các bạn comment cho thầy là đã hiểu. Ok. Đó, có bạn ra câu ca rồi đấy nhưng mà thầy chưa chữa nên là tí nữa thầy sẽ chữa xong. Nào. Vậy thì sau khi mà chúng ta đã làm đến đây rồi thì các bạn đánh giá kiểu gì ạ? Ta có cái gì con? Đánh giá được không? Đánh giá được rồi. Căn x cộng 1 thì luôn như nào? Luôn lớn hơn hoặc bằng 0. Từ từ nhá. Lớn bằng 0, nhỏ hơn là bằng. Ừ đúng rồi, may quá. Câu B là tìm giá trị nhỏ nhất, thầy tưởng lớn nhất. Căn x cộng 1 thì sẽ luôn lớn bằng gì? Bằng 1 với mọi giá trị của x thuộc x bằng 0 được không? Nó luôn bằng 1 chứ. Đúng không con? Căn x thì luôn lớn bằng 0, vậy thì căn x cộng 1 sẽ luôn lớn bằng 1 chưa? Ừ, với mọi giá trị của x thuộc vào điều kiện xác. Xác định. Bây giờ đảo cái này xuống dưới mẫu được không? Đảo nó xuống mẫu thì cái dấu này phải làm gì ạ? Phải đổi chiều, đúng không? Vậy thì là thầy đảo luôn là thầy điện là tử là mấy? Là 2 chia cho căn x cộng 1 nó sẽ nhỏ hơn là bằng gì ạ? 2 phần mấy? 2 phần 1 chứ. Đảo nó xuống mẫu thôi mà. Hiểu không? Nhá. Tiếp theo bây giờ chúng ta nhìn thấy dấu gì đây? Dấu trừ. Nào, khi mà thay dấu trừ vào thì dấu này lại như nào? Lại đổi chiều lần nữa. Đó, sẽ lớn hơn là bằng âm 2. Vậy thì cộng thêm mấy nữa là xong? Cộng 1 thì dấu có đổi nữa không? Không đổi nữa, đúng không? Cộng 1 thì dấu nó không đổi nữa. Vậy thì đến đây chúng ta sẽ có là 1 trừ đi 2 chia cho căn x cộng 1. Nó sẽ lớn bằng âm mấy? Âm 1, nhớ cộng hòa nhá. Đến đây, nhớ là với mọi gì thì chúng ta biết rồi đúng không? Thôi được rồi, thì ghi luôn. Thôi tự ghi nhá. Được không? Tiếp, ở đây chúng ta sẽ có là bên trái là B chưa? Biểu thức B sẽ lớn hơn bằng âm mấy? Âm 1. Dấu bằng xảy ra khi nào?
dấu bằng xảy ra khi khi nào ạ? Khi căn x cộng 1 bằng 1, tức là x phải bằng 0, đúng không? Khi x bằng 0. Vậy thì kết luận được chưa? Vậy để chúng ta chỉ cần ghi là để B đạt giá trị nhỏ nhất thôi nhá. Vậy để B đạt giá trị nhỏ nhất, các bạn đề bài hỏi gì thì ghi lấy được. Đạt giá trị nhỏ nhất thì x bằng bao nhiêu? X bằng 0. Thế thôi nhá. Câu y tương tự chưa? Hả lớp mình? Câu y giống hệt luôn nhá, không khác cái gì cả. Bây giờ còn câu K thôi. Câu K là những câu mà những bạn mà lấy những cái điểm mà nó khó, đúng không? Một câu phân loại. Những bạn mà còn ở lại làm câu K thì là nó sẽ hơi khó hơn một chút nhá. Bạn nào mà chữa thì chữa nốt vào, và sau đó chúng ta sẽ xử lý câu K nào. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu K các bạn nhé. Trước khi đến với câu K, thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn về bất đẳng tức Cauchy, bởi vì là nhiều bạn là quên phần này, đúng không? Lưu ý đó là về liên quan đến bất đẳng thức Cauchy. Nhớ cái này là áp dụng cho các số không âm nhé. Áp dụng cho các số không âm, nó sẽ có thể là Cauchy cho 2 số, Cauchy cho 3 số, nó cũng có luôn nhá. Nhưng mà thông thường thì chúng ta làm câu 1C hay là câu 1D ấy, ở cuối cái câu 1, câu rút gọn của chúng ta ấy, thì nó chỉ liên quan đến 2 số thôi nhá. Áp dụng cho các số không âm, nhớ là phải là các số không âm nhá. Nào, thế thì bất đẳng thức Cauchy là gì? Các bạn lưu ý cho thầy, đó là A cộng B thì sẽ luôn lớn hơn hoặc bằng 2 lần căn của AB. Đó, A cộng B sẽ luôn lớn hơn hoặc bằng 2 lần căn AB nhá. Đó, lưu ý cho thầy. Đây là bất đẳng thức Cauchy này. Và còn nhớ một điều nữa, đó chính là bất đẳng thức Cauchy này thì dấu bằng xảy ra khi nào các bạn? Dấu bằng xảy ra khi A bằng B. Đó, khi A bằng B. Và những cái bài tập mà hay áp dụng này thường áp dụng cho cái kiểu dạng như này nhé. Thường áp dụng cho cái dạng ví dụ như là x cộng với 1 chia x sẽ lớn bằng gì các bạn? Lớn bằng 2 căn của x nhân với 1 chia x, đúng không? Và cái này nó sẽ bằng 2. Hiểu không? Áp dụng cho mà khi mà nhân với nhau ấy là tử triệt tiêu cho mẫu. Hiểu không nhỉ? Đó, ví dụ tiếp theo như là kiểu căn x trừ 2 cộng với 1 chia căn x trừ 2 chẳng hạn, như này cũng hay áp dụng này, đúng không? Nó cũng sẽ lớn hơn hoặc bằng 2. Ok chưa? Khi mà nhân vào với nhau nó triệt tiêu tử mẫu nhá. Có hiểu không các bạn? Nó thường áp dụng cho mấy cái dạng đấy, đúng không? Nó thường áp dụng cho cái dạng đấy nhá. Đầu tiên thì cái K này của chúng ta thì các bạn phải tìm xem biểu thức Quy nó bằng gì đã, đúng không? Quy nó bằng là B nhân với x cộng 3 chia x trừ 1 à? Nó sẽ bằng là căn x trừ 1 chia căn x cộng 1 nhân với x cộng 3 chia cho căn x trừ 1. Ừ, có mic của bạn nào? Thái Hà ơi, mic của con nó bị ồn đấy, từ hôm trước đến giờ vẫn bị hả? Hà kiểm tra lại mic cho thầy nhá. Nó kiểu dính cái gì đấy. Đúng rồi, nó vẫn ồn đây này. Con có đang bật quạt vào mic không? Không, cái này nó cũng không phải là ồn theo tiếng quạt. Nó là ồn vì về cái tiếng mà nó bị dính dính điện vào hay sao ấy, thì cũng không rõ lắm. Nó kiểu bị kim loại nó dính vào hay sao ấy. Nào thôi được rồi, quay trở lại nhá. Chúng ta có là Q thì bằng B nhân với cả x cộng 3 chia căn x cộng x trừ 1, thế thì triệt tiêu đi nó còn lại cái gì? Cộng 3 chia căn x cộng còn lại là x cộng 3 chia cho căn x cộng 1. Rồi, nào bây giờ các bạn chú ý nhìn lên bảng của thầy nhá. Hình như là ở trong kênh TikTok của thầy, thầy cũng có để lại về hai cái dạng mà sử dụng về tính giá trị lớn nhất nhỏ nhất rồi ấy. Nhưng mà đấy là dạng của bậc của tử nhỏ hơn bậc của mẫu này, hoặc là bậc của tử bằng bậc của mẫu thì chúng ta tách như bình thường. Nhưng mà còn dạng này của chúng ta là bậc của tử đang như thế nào với bậc của mẫu? Đang lớn hơn bậc của mẫu, đúng không? Bậc tử lớn hơn bậc mẫu.
Thế thì bây giờ chúng ta làm gì? Lấy tử chia mẫu thôi. Nhá, lấy tử chia mẫu. Chúng ta có là x cộng 3 chia cho căn x cộng 1 thì được cái gì? Chia đi. Được căn x. Được căn x nhân ngược lại là căn x cộng mấy? À đây đây là x đúng không? X cộng căn x à? À x cộng căn x thì trừ đi nó phải là con. Trừ căn x cộng 3 đã, để nguyên như vậy nhá. Trừ căn x cộng 3 chia cho cái này là được trừ mấy ạ? Trừ 1 nhân ngược lại là trừ căn x trừ 1 và rút gọn đi dư là mấy? Dư 4. Dư 4 đúng không? Dư 4 nhá, và thương là mấy? Thương là căn x trừ 1. Cái buổi của tuần trước thì đã nhắc cho các bạn rất là nhiều về phần này rồi. Đúng không? Chúng ta có A chia B thì bằng gì ạ? Bằng thương. Thương là bao nhiêu? Là căn x trừ 1 cộng với số. Số gì ạ? Số dư. Chia cho. Số chia ở đây là căn x cộng. Cộng 1. Ok chỗ này không các bạn? Có hiểu không? Còn nhớ không hay là quên rồi, mở lại video trước ra xem nhé. A chia B thì bằng thương cộng với số dư chia cho số chia. Nhá. Tiếp theo, nào bây giờ các bạn chú ý, vừa rồi thầy vừa mới nhắc xong là chúng ta sử dụng phương thức Cauchy là thông thường chúng ta có là 1 chia cho x cộng với x đúng không? Kiểu vậy đúng không các bạn? Thế thì bây giờ các bạn nhìn thấy là mẫu đang là gì rồi? Đang là 1 chia cho căn x cộng 1 thì ở trên này các bạn cũng cần với cộng với bao nhiêu? Căn x cộng mấy? Cộng 1. Thì chỗ này là áp dụng được Cauchy này. Đúng không? Chỗ đấy là sẽ áp dụng được Cauchy. Nhá, chỗ đấy là sẽ áp dụng được Cauchy. Thế thì bây giờ muốn tạo cho nó căn x cộng 1 thì các bạn phải trừ đi mấy? Trừ đi 2. Trừ đi 2. Ok chưa? Đến đây thì quy của chúng ta nó sẽ bằng là căn x. Thầy muốn có căn x cộng 1 đúng không? Cộng với 4 chia cho căn x cộng 1 thì thầy phải trừ đi mấy ạ? Cộng 1 thì phải trừ đi. Trừ đi 2 ở đây, đúng không? Thì đảm bảo cho nó vẫn là trừ 1 mà. Hiểu không? Cộng 1 và trừ đi 2 thì cái biểu thức của chúng ta vẫn đang giữ nguyên. Nhá, nó vẫn đang giữ nguyên. Bây giờ chỗ này thì dùng được Cauchy chưa? Rồi. Rồi áp dụng gì nhỉ? Nào trước khi áp dụng, các bạn thấy là hai số này đều dương chưa? Rồi. Nhớ là nó đều dương thì mới sử dụng được gì? Cauchy. Mới được Cauchy nhá. Đến đây chúng ta là áp dụng bất đẳng thức Cauchy cho hai số không âm, nhớ nhá. Cho hai số không âm. Lập luận rõ ràng. Cho hai số không âm. Hai số âm ở đây là gì? Căn x cộng 1 và 4 chia cho căn x cộng 1. Ta được cái gì ạ? Suy ra cái gì nào? Suy ra là căn x cộng 1 cộng với 4 chia cho căn x cộng 1 thì lớn hơn bằng mấy? Lớn hơn hoặc bằng 2 căn. Thầy ghi xuống dưới này nhá. Sợ còn chỗ này thì còn viết thêm nữa. Được không? Thôi được rồi. Thầy viết lại một chút để cho thầy có thêm bảng cho nó rộng. Chứ còn viết này tí nữa không đủ bảng để trình bày hết chỗ này đâu. Áp dụng bất thường thức Cauchy cho hai số không âm. Hai số không ở đây là hai số nào? Căn x cộng 1 và 4 chia cho căn x cộng 1. Thì suy ra chúng ta có được một điều đó là căn x cộng 1 cộng với 4 chia cho căn x cộng 1 sẽ lớn hơn hoặc bằng 2 căn bậc 2 của căn x cộng 1 nhân với 4 chia cho căn x cộng 1. Trong căn nó chỉ còn lại mấy thôi? Còn lại căn của 4 chính là 2 chưa? Đúng không? Tức là suy ra căn x cộng 1 cộng với 4 chia cho căn x cộng 1 sẽ lớn bằng mấy? 2 nhân 2 là bằng 4. Đúng chưa nhỉ? Là lớn bằng 4. Và suy ra chúng ta chỉ cần thêm mấy thôi? Trừ mấy vào đây? Trừ 2. Trừ 2 đúng không? Là sẽ có được biểu thức quy chưa? Vậy thì quy sẽ lớn bằng mấy ạ? 2. Đúng không? Cái này lớn bằng 4 vậy thì trừ đi 2 có vẻ sẽ lớn bằng 2 không? Hiểu không các bạn? Có hiểu. Nhá.
Đây để thầy ẩn cái này đi. Rồi, đấy cho các bạn nhìn cho nó dễ. Đó, quy lớn bằng 2 rồi dấu bằng xảy ra khi nào? Dấu bằng xảy ra khi A bằng B, đúng không? Cắt đích cộng 1 bằng 4 trên gì nhỉ? 4 chia cho căn x cộng 1. Các bạn tự giải x cho thầy, giải x bằng bao nhiêu? X bằng 1 à? Đúng không? X bằng 1. Đấy là kết luận rồi chưa? Vậy giá trị nhỏ nhất của gì ạ? Của quy là 2 khi x bằng mấy? Khi x bằng 1. Vậy là xong bài này của chúng ta nhá. Bao nhiêu bạn hiểu bài này rồi? Các bạn comment cho thầy là đã hiểu. Đây là một câu phân loại các bạn nhé. Nghỉ thôi, các bạn mệt lắm rồi. Ở đây hôm trước là 10 rưỡi, hôm nay cũng là đến 10 rưỡi rồi các bạn ạ. Nhá, nghỉ được chưa? Ừ, trên live của chúng ta vẫn còn đông lắm này. Còn bao nhiêu bạn trên live cơ? Hôm trước 70 người, nay còn 13 người. Ừ, thôi nhá, buổi hôm nay chúng ta sẽ dừng lại ở đây nhá các bạn nhá. Thôi ngủ nhá, bye bye lớp mình. Hẹn các bạn ở trong buổi học hôm chủ nhật là chúng ta học về hình học đúng không? Nghỉ nhá. Rồi chào lớp mình. Bye bye.